Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều tối nay, bão Rai sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay. Đến trưa chiều mai, bão số 9 sẽ ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Sau đó, bão số 9 sẽ có hướng di chuyển phức tạp, tiến về ven biển Trung Bộ rồi đổi hướng lên phía bắc. Cường độ của bão thì sẽ giảm dần trong thời gian tới. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cần liên tục cập nhật những thông tin dự báo mới nhất để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn về người và tài sản. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với khối không khí lạnh, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ở vùng biển phía đông, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11, 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Quay trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, nên mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở Bắc Bộ giảm xuống mức là từ 13 đến 16 độ, vùng núi thấp hơn, nhiều nơi ở vùng núi cao còn dưới 10 độ. Nhiệt độ thấp nhất sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất dao động ở ngưỡng là từ 19 đến 22 độ. Tại Trung Bộ, dưới tác động tăng cường trở lại của khối không khí lạnh, mưa sẽ xuất hiện trở lại. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Khánh Hòa. Dự báo từ đêm mai trở đi thì ngoài khối không khí lạnh, nơi đây còn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên mưa sẽ gia tăng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra. Với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, dự báo trong 24 giờ tới vẫn phổ biến là ít mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 24 đến 27 độ, có nơi còn cao hơn, còn tại Nam Bộ là từ 28 đến 31 độ. Dự báo đêm mai, khu vực Tây Nguyên có khả năng mưa gia tăng do ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số 9. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi còn cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Nam từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng nhiều mây, có sương mù, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,30 đến dưới 0,10 m, xuất hiện từ 20:30 đến 23:30 ngày 17. Mực nước cao nhất ở mức 0,65 đến 0,85 m, xuất hiện từ 5:00 đến 8:00 ngày 18. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 0,95 đến 1,15 m, xuất hiện từ 2:00 đến 5:00. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,85 đến dưới 0,65 m, xuất hiện từ 16:00 đến 19:00 ngày 18. Độ mặn cao nhất tầng đáy ở mức 13 đến 15 phần nghìn.